mong xòe đại đoàn kết.
vòng xòe bắt đầu khởi động. Khi mỗi đầu một điều xòe, người ta cứ xòe khi mới hình thành được một vòng cung ngắn. Những người ra sau thể xòe nối vào đoạn cuối mà vòng cung đang xòe, mang ý nghĩa của sự mời gọi kết nối. Đoạn người mới dần khép lại thành một vòng tròn. Đây chính là hình ảnh mang biểu tượng rất sâu đậm của sự hội tụ, kết nối và gắn bó của cả cộng đồng. Vòng xòe ấy là vẻ đẹp của sự hoàn hảo và kết quả của sự đồng tâm đồng lòng với tình cảm tin cậy yêu thương. Giao tiếp rất có hiệu quả, là một sản phẩm tinh thần quý giá,
mà cha ông chúng ta truyền lại cho con, cho cháu. Mọi người, mọi nhà những niềm vui về một sự khởi đầu mới với hy vọng